Thưa quý vị, theo thông báo của Bộ Y tế, trong ngày 19 tháng 4 năm 2021, Tây Ninh ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân là người nhập cảnh và được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu. Bệnh nhân là nữ, tên BTHB, sinh năm 1986, ngụ tại phường Bình Hương Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, tháng 10 năm 2020, bệnh nhân từ thành phố Hồ Chí Minh sang Campuchia sinh sống tại Ba Phét, tỉnh Sveiring. Ngày 17 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân từ Ba phép về cửa khẩu Mộc Bài. Tại cửa khẩu, bệnh nhân được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm và chuyển bệnh nhân bằng xe chuyên dụng về khu cách ly trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Ninh. Mẫu gửi bệnh viện Đa khoa Tây Ninh xét nghiệm sàng lọc cho kết quả nghi nhiễm SARS-CoV-2 và được gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Tây Ninh xét nghiệm khẳng định cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 ngày 19 tháng 4 năm 2021. Bệnh nhân được đưa về cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn, không sốt, không ho, không khó thở. Tiếp xúc gần với bệnh nhân có 11 trường hợp F1 và một trường hợp F2. Tất cả trường hợp đang cách ly tại khu cách ly trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Ninh. Các F1 đã được lấy mẫu gửi về CDC xét nghiệm khẳng định.